Quả mì với chim oanh. Rồi, được món chim oanh rồi. Được một con chim oanh rồi mọi người ơi. Quả mì với chim oanh. Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vàng rừng. Đấy, chim oanh. Quả mì với chim oanh. Con này hót hay này. Một cuộn dây đã bắt chim cho mọi người xem nhé. Đây, cái dây này dây dây chỉ dù này. Một cuộn dây này mọi người mang đi bẫy chim thì chỉ cần dây này thôi. Dây này một cái loa này. Đấy, chào mào chích chè hay là chim khuyên hút mật các kiểu. Đây. Cái này là bẫy. Cái này là để bẫy khuyên hút mật, chào mào, ít chè, bịp bịp. Còn cái này là bẫy chồn này, bẫy chồn, bẫy cuốc này. Cái này mình tự làm. Cái thòng này tự làm, thòng này thòng dây. Kéo dài tầm 5 mét ấy. Bẫy chồn. Bẫy chồn, bẫy chè. Đây. Sẽ bẫy chim mà cái dây cho mọi người xem. Đây mình sẽ đặt lên cái cây này nhá. Cái dây là cuộn dây dù, dây chỉ dù ấy. Mua rẻ lắm. Như ngày trước mình mua là 80 hay là mấy chục, 60 gì đấy. Dùng mấy năm không hết. Đây. Sẽ móc lên cây này nhá. Móc lên cành này xong mình bật loa lên để mình dụ nó tới. Đây, mọi người móc thì mọi người phải xem cái cành này này. Ví dụ đấy, chỗ này là rậm rạp này. Hai cái cành này kiểu nó thoáng ấy đấy. Cành này nó thoáng ấy. Nó thoáng thì mình đấy, một cái cành thoáng. Còn với một cái cành đây nó thoáng. Mình sẽ đặt bẫy vào đây. Mình răng xong bẫy rồi người. Bởi vì cái dây này nhỏ ấy, mọi người không thấy đâu. Đấy. Nó khó thấy lắm. Đây, mọi người tạo một cái thòng này. Đấy, mọi người tạo một cái thòng mắc lên cây. Xong rồi một đằng dây này, dây đây, mọi người nối dài cuộn chỉ đây này. Thì nữa mình sẽ căng đến cái xe máy của mình đấy. Căng đến cái xe máy này. Rồi mình sẽ bật cái loa ở dưới này để dụ chim nó đến. Chim nó đậu vào đây thì mình sẽ, chim nó đậu vào cành này, mình sẽ giật một phát. Giật một phát là nó sẽ siết chân con chim lại nhé. Bây giờ sẽ đấy mọi người ạ. Đây cái cuộn đây mình sẽ kéo căng nhé. Đây. Cuộn này đây. Đối vào kia để mình kéo xa nhé, khó lắm. Con chim oanh hóa đầy thế. Đây này. Ui. Nó hót đấu với loa cực đỉnh luôn. Chim oanh cổ đỏ không ạ? Họa mi với chim oanh. Ấy, nó ở đây thế. Ô, đấy. Chim oanh hót đẳng cấp luôn người. Không đùa đâu. Đấy, bụi nó hót tiếng rõng rạc em nhé. Tiếng đanh phết. Họ mỹ với chim oanh. Để thử bẫy con chim oanh này xem được không. Này, họa mỹ với chim oanh này. Họa mỹ với chim oanh. Rồi, được món chim oanh rồi. Được một con chim oanh rồi mọi người ơi. Quả mì với chim oanh. Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vàng rừng. Đấy, chim oanh. Quả mì với chim oanh. Con này hót hay này.
Ui, còn một con bên này nữa. Ôi, con oanh này hot hay lắm. Ui, nuôi được không nhỉ? Cho nó vào cái túi. Ôi thôi, bay mất rồi. Thôi. Kiểu nó bay lên là nó trùng cái dây này, nó bay mất nhỉ. Mình giật dây ấy. Rồi, để bẫy con khác. Nó đến rồi mọi người ạ. Vừa bật loa lên thấy nó đến rồi. Nó đang ở bên cây rồi. Đấy đấy đấy, nó bay sang. Chim hút mật hay chim gì ấy. Mình đang đặt bẫy ở đây này. Đang đặt bẫy chỗ này này. Nó đậu vào đấy là dính. Ô, bay đâu hết rồi. Còn mấy con bên này. Rồi nó sang rồi mọi người. Rồi nó sang rồi. Đây. Một con. Rồi được một con rồi. Đây. Được một con rồi đây mọi người. Đấy. Ui. Mình phải kéo căng cái này đã. Để cho mọi người xem nhá. Rồi được một em đây rồi. Lần ra được chưa? Ô, đâu rồi? Ra rồi sao mày? À, chưa ra được. Đây này. Ủa, chim gì ấy? Được hai chân. Dính hai chân luôn mọi người. Để bắt nó ra nhé. Rồi nó ra rồi. Mình lỏng cái dây này quá, nó la ra rồi. Rồi bắt con khác, không phải con khuyên đâu, chim gì ấy. Để gài lại đây nhá. Chỉ có như này thôi mọi người. Đây, mắc cái dây đây này. Mắc cái dây vào đây. Nó chim nó đậu hai cành này, mình giật phát. Cái dây này mình nối xa lắm. Đó. Đây. Cái dây này mình nối xa. Mình nối tận đây cơ. Đó. Lui lui đi đằng này này. Cái dây đây này mọi người. Dây này dây chỉ nhá. Dây chỉ dù ấy. Nó màu xanh xanh. Màu xanh lá cây khó nhìn lắm. Rồi mình đứng ở đây. Mình ngồi ở đây. Để là nó đến mình giật phát. Đó. Đang bẫy chim thấy con sóc nhỏ này mọi người. Đấy, sóc nhỏ xíu luôn. Nhanh lắm. Nhỏ mà nhanh rồi ạ. Đúng là nhanh như sóc luôn. Rồi sóc nhỏ này là nhanh nhất nhá. Rồi đây. Ngay giữa cái cây. Không là ăn cái gì ở đấy nhỉ. Rồi này nhanh lắm. Nó mà sợ á. Đấy. Mình mà làm nó sợ á. Vụt phát mất luôn. Mình chưa làm nó sợ rồi. Nhỏ xíu lắm ạ. Bằng hai ngón tay thôi. Ơ, đâu rồi? Ôi, nó chạy đâu rồi? Tập trung chuyên mục bẫy chim. À, có một con đến rồi. Đó. Bắt cho mọi người xem này. À, nó lại chạy cành khác rồi. Rồi, nó đến. Bật loa lên cái nó đến luôn mẹ. Kiểu là con nó ở gần đây ấy. Nó gần đây thì nó đến. Con ở xa thì nó xa nó không nghe thấy đâu. Lắm. Đấy, nó đến rồi. Thì là mùa này chim nó bay theo đàn rồi ạ, cho nên là nó không có cái địa điểm nào cụ thể đâu. Nó toàn bay trên đồi ấy. Nay nó chỗ này, mai nó chỗ khác. Đến mùa sinh sản thì con nào nó hay để chỗ nào thì nó mới quay lại chỗ đấy nhá.
Còn mùa này là sống theo đàn hết. Đi bẫy này là có khi là xuống cả đàn nữa này. Rồi nó lại bay rồi. Bay đâu? Rồi. Bấy chỗ nào mà được thì tầm 5-10 phút là được. Đó, một con chim hút mật. Chim hút mật cái mà. Chỗ nào mà gần ấy, tầm 2-3 phút là nó được nhá. Nó đến luôn đấy. Không bật loa là 30 giây là nó đến. Nó đến nó đậu vào cạnh mình là mình bắt được luôn. Mà tầm 5 phút trở lên mà không được ấy, thì là kiểu là con chim nó nhát ấy, nó biết là ở đấy là có cái loa, không phải là chim thật cho nên là nó bay. Đây bắt con này này. Rồi. Được một em rồi. Mọi người ạ. Quay người xem này. Thấy nó bay vào đây. Đấy. Nó tuột rồi. Mình không kéo căng nó tuột rồi. Không thể bắt con khác người xem nhé. Dễ sao phải là kéo căng nữa cơ. Đừng có để nó trùng. Đi về mọi người ạ. Thu dọn đồ để về thôi. Cái quận chỉ này. Mọi người mua có 80 gì đấy trên Shopee ấy. Dùng mãi chả hết 2-3 năm này. 3-4 năm rồi đấy. Lâu lắm rồi. Đó. Cái loa này. Rồi đi về thôi. Lúc nãy còn còn nhặt được cái bẫy mình để quên này. Để quên cái cây đấy. Lâu lắm rồi đấy. Nhưng vẫn hoạt động tốt nhá. Đoàn 7 đoàn biết vẫn ngon luôn. Để quên lâu lắm rồi. Mưa gió. Rồi đi về nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo nha.